Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hoàng Review. Và trong hành trình mà Quốc Hoàng đi tìm hiểu và khám phá các cái công trình lăng mộ của các vua nhà Nguyễn đó, thì hôm nay Hoàng có dịp đến với công trình lăng mộ của vua thứ tư của triều nhà Nguyễn, đó chính là lăng của vua Tự Đức, hay còn được gọi là Khiêm Lăng. Thì hôm nay Hoàng xin phép được mời quý vị chúng ta hãy đồng hành với Quốc Hoàng vào bên trong để chúng ta mình tìm hiểu và khám phá những cái công trình kiến trúc ở tại ngôi Khiêm Lăng này quý vị nha. Trước mặt quý vị đó chính là cửa Vũ Khiêm, cũng chính là cái lối vào tham quan chính cho cái công trình này. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy tiếp bước với Quốc Hoàng. Kính thưa quý vị thân mến, thì hiện tại Hoàng đã di chuyển vào bên trong của khu vực Khiêm Lăng rồi. Thì trước khi đi vào cái phần giới thiệu những cái thông tin chi tiết đó, thì Hoàng cũng xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã đồng hành với Quốc Hoàng và ủng hộ tinh thần của Hoàng qua những cái video trước đây. Và đặc biệt trong những cái video mà Hoàng làm thì Hoàng cũng xin chia sẻ là tại vì thứ nhất là giới thiệu với tất cả quý vị, thứ hai là Hoàng cũng dành để làm tư liệu và cũng như là kỷ niệm cho bản thân của mình, nên chắc chắn đôi khi sẽ video nó hơi dài một chút, thì cũng mong quý vị chúng ta mình hãy thông cảm và hiểu giúp dùm cho Quốc Hoàng quý vị nha. Còn bây giờ thì Hoàng sẽ đi vào bên trong để mà tìm một cái vị trí nào nó phù hợp để Hoàng giới thiệu với quý vị chúng ta về tiểu sử của vua Tự Đức, cũng như là trước khi đưa quý vị chúng ta mình đi tham quan những cái công trình chi tiết ở tại ngôi Khiêm Lăng quý vị nha. Kính thưa quý vị, trước khi mà Hoàng chia sẻ về những cái công trình kiến trúc ở tại ngôi Khiêm Lăng này, thì Hoàng xin phép được khái quát về ý sơ nét về tiểu sử của vua Tự Đức. Thì vua Tự Đức, ông sinh ngày 22 tháng 9 năm 1829 và ông mất ngày 19 tháng 7 năm 1883, thì ông thọ 54 tuổi. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, hay còn được gọi là Nguyễn Phúc Thì. Sau khi mà vua Thiệu Trị băng hà thì đã để lại di chiếu truyền ngôi lại cho Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, đó chính là vua Tự Đức. Thì sau khi mà ông lên ngôi đó, thì ông ở ngôi tới 36 năm. Và đây là một trong những cái vị vua mà có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử 13 vua của nhà Nguyễn. Từ năm 1847, kết thúc vào năm 1883 khi ông qua đời. Và trong cái thời gian 36 năm ở ngôi đó, thì đã xảy ra rất là nhiều những cái sự kiện và cũng như là nhiều những cái biến cố cho đất nước, cũng như là cho chính bản thân của nhà vua. Thì nói về những cái biến cố thì Hoàng xin phép được khái quát một vài ý cho quý vị chúng ta mình có thể mình nắm và hình dung. Trong cái giai đoạn đầu tiên mà ông lên ngôi đó, thì vua cha đã quyết định một cái công việc hết sức là quan trọng, đó chính là phế trưởng lập thứ. Thì vua Tự Đức chỉ là người con thứ hai của vua Thiệu Trị cùng với bà Hoàng Thái Hậu Từ Dụ. Người con trưởng đó chính là Nguyễn Phúc Hồng Bảo, là con riêng của vua Thiệu Trị cùng với bà Đinh Thị Hạnh. Thì khi mà ông đã quyết định phế trưởng lập thứ như vậy, thì lúc bấy giờ xảy ra một cái tình trạng, đó chính là huynh đệ tương tàn. Thì nói về cái quyết định này của vua Thiệu Trị thì cũng rất là dễ hiểu thưa quý vị. Thì ngay từ nhỏ, Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, tức là vua Tự Đức, đã thể hiện được một cái tư chất hết sức là thông minh, rất là siêng năng, ham học hỏi và đặc biệt là tinh thông nho học và có tài làm thơ, giống như là vua Thiệu Trị. Nên ông đã quyết định là nhường ngôi cho Tự Đức ngay khi mà còn nhỏ. Đó, thì nói về phần của Hồng Bảo, thì khi mà biết tin vua cha không có truyền ngôi cho mình mà lại truyền ngôi lại cho em mình, thì ông mới tỏ ra là không có phục, không có phục. Và dẫn tới cái việc đó chính là cấu kết bè phái để mà làm phản, cũng như là muốn lật đổ vua Tự Đức để mà chiếm giữ ngai vàng. Thì khi mà vua Tự Đức đã phát hiện ra cái điều này đó, thì đã ra lệnh bắt giam anh trai của mình là Hồng Bảo vào trong ngục thất. Đó, thì cái mức án mà bộ hình lúc bấy giờ mà xử cao nhất đối với Hồng Bảo đó chính là cho xử lăng trì. Tuy nhiên là nghĩ về cái tình anh em huynh đệ thì vua Tự Đức mới ân xá và giảm cái mức án xuống là còn chung thân. Thì lúc bấy giờ thì Hồng Bảo cũng không có phục, nên ông đã quyết định là treo cổ tự tử, đó là thắt cổ tự tử ở trong ngục thất luôn, chết trong ngục thất luôn. Thì chính vì cái sự kiện này thì người đời mới nói rằng là vua Tự Đức là người giết anh của mình. Nên đây là một trong những cái biến cố rất là đau buồn của cuộc đời của vua Tự Đức ngay từ cái thời gian mới vừa lên ngôi. Còn nói về cái nỗi buồn thứ hai của ông thì đối với gia đình thưa quý vị, đó chính là ông mang một cái tội gọi là tội bất hiếu. Bất hiếu ở đây quý vị chúng ta mình đừng có lầm tưởng là vua bất hiếu, bất kính với cha mẹ của mình, là không phải thưa quý vị. Mà ngược lại đó, ông là một trong những người rất là có hiếu. Thì cái sử sách đã chép lại trong cái thời gian mà ông trị vì đó, ví dụ một tháng thì ông đã dành ra 15 ngày để mà vấn an mẹ của mình, đó chính là bà Hoàng Thái Hậu Từ Dụ. Và 15 ngày để mà ông lo công việc triều chính cũng như là ngự ở trong triều.
thì điều đó khẳng định ông là một trong những vị vua rất là có hiếu đối với cha của mẹ mình. Và thì bất hiếu ở đây có nghĩa là gì? Thì theo quan niệm hồi xưa, đó là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Tức có nghĩa bất hiếu có ba cái tội. Tội lớn nhất là không có con để mà nối dõi, kế vị cái sự nghiệp của mình. Đó. Thì ông có tới 103 bà vợ. Tuy nhiên đó, thì ông là một trong những vị vua có thân hình gầy gò, ốm yếu, suy nhược ngay từ nhỏ. Và đặc biệt nữa là ông bị cái bệnh đậu mùa nữa. Nên người ta mới nghĩ rằng chính vì cái việc này thì ông dẫn tới cái việc là ông không có con. Đó, thì ông không có con nên ông phải nhận ba người con của anh và em của mình để mà làm con nuôi. Đó, anh và em của ông là Nguyễn Phúc Hồng Cai và Nguyễn Phúc Hồng Y. Thì người con thứ nhất ông nhận nuôi đó chính là Nguyễn Phúc Ưng Chân. Sau này là người kế vị cái sự nghiệp của ông, đó chính là vua Dục Đức. Người thứ hai là Nguyễn Phúc Ưng Đường, đó chính là vua Đồng Khánh. Và người thứ ba là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, chính là vua Kiến Phúc. Và tất cả ba người này, ba người con nuôi này đều sau này đều thành lên làm vua. Đó, thì đó là một cái nỗi buồn thứ hai và nỗi buồn rất lớn trong cái cuộc đời của ông. Còn nói về nỗi buồn thứ ba thì đó chính là nỗi buồn đối với quốc gia xã tắc, thưa quý vị. Thì từ khi mà ông lên ngôi năm 1847 thì tới 10 năm sau, năm 1858, thì Pháp và Liên quân Pháp và Tây Ban Nha đã nổ tiếng súng tấn công vào đất nước của chúng ta ngay tại bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng. Thì sau khi mà nổ tiếng súng không thành, tấn công ở Đà Nẵng không thành thì Pháp một năm sau quay về tấn công Gia Định, dẫn tới cái kết cục là năm 1862 vua Tự Đức phải ký một cái hòa ước gọi là hòa ước Nhâm Tuất để mà nhượng lại ba tỉnh miền Đông cho Pháp. Thì chính vì người mà có cái thân hình gầy gò ốm yếu nên ông chỉ thích cầm bút chứ không có thích cầm gươm, thích chủ hòa chứ không có thích chủ chiến. Nên như vậy thì nhân nhượng mãi thì 4 năm sau, năm 1867 thì lục tỉnh Nam Kỳ đã rơi vào tay Pháp. Gia Biên, Vĩnh Định, An Hà đã không còn nữa, thưa quý vị. Đó là cái nỗi buồn rất lớn trong cái sự nghiệp trị vì của vua Tự Đức. Và nói thêm về cái tình cảnh lịch sử cũng như là cái bối cảnh lúc bấy giờ của đất nước của chúng ta, thì nói về kinh tế cũng như là quân sự thì cực kỳ là lạc hậu. Về thương mại thì ông đã cho duy trì ban hành cái chính sách đó chính là bế quan tọa cảng, là không có một cái sự giao thương hay là giao thiệp với bất kỳ một cái đất nước nào hết, nên dẫn tới đất nước chúng ta vô cùng lạc hậu lúc bấy giờ. Thì bằng chứng có một cái câu chuyện thì Hoàng cũng xin phép được chia sẻ với quý vị, đó là ông Phan Thanh Giản là người được cử qua Pháp. Thì qua Pháp thì sau khi mà ông về nước thì ông mới bẩm tấu với vua rằng thì qua bên đó thì thấy những cái điều rất là lạ, đất nước chúng ta chưa bao giờ thấy. Đó là người ta thắp cái đèn mà chổng ngược xuống và người ta đi xe hai bánh. Thì ông mới nói là mi là tào lao, mi là sằng bậy. Cái thứ đó là cái thứ mang ri mọi rợ, làm gì có cái chuyện đó. Tức có nghĩa là đất nước chúng ta lúc bấy giờ rất rất là lạc hậu luôn. Thì bên đó là người ta thắp đèn điện chổng xuống, đi là đi xe đạp. Thì đất nước của chúng ta bây giờ là xe kéo đó, và đèn thì đèn nến hoặc là đèn dầu. Nên ông mới nghe những cái câu chuyện như vậy thì ông mới nói là sằng bậy, không tin luôn. Thì thể hiện đất nước chúng ta lúc bấy giờ là rất là lạc hậu. Còn nói về quân sự thì cực kỳ suy yếu và lạc hậu so với các vị vua tiền nhiệm khác. Ví dụ như là tập trận, thưa quý vị, thao quân á, thì 50 người lính chỉ có khoảng tầm là 5 tới 6 cái khẩu súng thôi. Nhưng mà súng là phải châm lửa mới nổ được. Đó. Trong khi đó lúc bấy giờ ở thế giới người ta đã có súng đa nòng, súng liên thanh rồi. Đó, thì cái điều đó cũng thể hiện được cái sự lạc hậu của đất nước của chúng ta. Và chưa kể trong cái giai đoạn ông trị vì nó cũng không gặp may mắn, đó chính là thiên tai bão lũ xảy ra triền miên luôn, nên dẫn tới cái lòng dân lúc bấy giờ rất là khổ cực, lâm vào cảnh loạn lạc. Đó, thì một vài những cái chia sẻ của Quốc Hoàng với quý vị về cái bối cảnh lịch sử dưới thời của vua Tự Đức trị vì 36 năm. Thì tuy nhiên chúng ta mình cũng phải nhận định rằng ông là một trong những vị vua rất là có tâm với đất nước, cũng rất là tài giỏi. Nhưng mà vì cái tính cách của ông quá đổi là hiền hòa đi, nên không có được cái sự năng động như là quyết đoán giống như là các vị vua trước, nên dẫn tới những cái cớ sự và những cái biến cố cho đất nước như vậy. Đó, thì nói về lịch sử thì Hoàng cũng xin phép được không có nhận định, cũng như là không có đưa ra những cái ý kiến chủ quan, nên quý vị chúng ta mình cũng hiểu và chúng ta mình nhìn nhận góc độ đa chiều, quý vị ha. Và đặc biệt thì vua Tự Đức cũng đã để lại một cái câu rất là nổi tiếng, đó chính là công tội của ta hãy để cho người đời suy xét. Nhưng mà chúng ta mình cũng không nên có những cái sự gọi là nhận định về vua Tự Đức. Thì Hoàng chia sẻ quý vị chúng ta mình đôi điểm như vậy.
Còn bây giờ Hoàng sẽ tìm một cái vị trí đẹp và thơ mộng để Hoàng giới thiệu với cái công trình kiến trúc mà phải nói là đẹp nhất trong tất cả các lăng của vua Triều Nguyễn ở tại Huế này. Kính thưa quý vị, khi chúng ta mình vào tham quan các cái công trình lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn, điều dễ dàng chúng ta mình nhận thấy là mình không có một cái cảm giác nào sợ hãi hay là u buồn. Và ngược lại, mình có cái cảm giác rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Chút lân lân như là đang ở giữa là cõi thực và mộng vậy. Thì đó là một trong những cái điều đặc biệt khi chúng ta mình đến tìm hiểu những công trình kiến trúc lịch sử lăng tẩm của các vua nhà Nguyễn. Còn ở đây đó, về ngôi lăng của vua Tự Đức thì Hoàng xin phép được khái quát vài ý như sau. Lăng vua Tự Đức hay còn được gọi là Khiêm Lăng. Hiện nay lăng đang được tọa lạc ở tại thôn Thượng Ba, phường Thủy Xuân của thành phố Huế. Lăng được xây dựng trong vòng khoảng 3 năm thưa quý vị, từ năm 1864 và hoàn thành vào năm 1867. Trước kia đó, công trình này có cái tên gọi là Vạn Niên Cơ, dịch ra có nghĩa là cơ nghiệp ngàn năm, cơ đồ ngàn năm. Sau này trong cái thời gian mà vua Tự Đức hoàn thành cái công trình này và ông thường lui về đây để mà sinh hoạt và sinh sống đó, trong vòng 16 năm thì ông đặt tên cái công trình này là Khiêm Cung. Và tới khi mà vua Băng Hà thì đổi thành là Khiêm Lăng như hiện nay thưa quý vị. Thì chắc hẳn quý vị chúng ta mình đã từng nghe một cái câu của dân gian lúc bấy giờ ca tháng là vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính mà hào đầu máu dân. Đó, thì ý chỉ vào sự kiện vào năm 1866 đó, thì lúc bấy giờ vua Tự Đức rất là nôn nóng cho cái công trình vĩnh cửu của đời mình. Nên ông mới cho ra lệnh là xây dựng một cái tốc độ rất là nhanh, dự kiến trong vòng 6 đến 7 năm. Tuy nhiên lúc bấy giờ thì ông giao việc lại cho hai vị quan trông coi đó. Thì hai người này thấy cái sự nôn nóng của nhà vua nên mới tìm cách là rút ngắn cái thời gian lại để mà lấy lòng nhà vua. Hai vị này quyết định là tuyển thêm hàng ngàn binh lính theo như cái dự tính ban đầu để mà làm lụng và rút ngắn cái công trình này lại từ 7 năm xuống còn có 3 năm thôi. Thì chính vì cái vấn đề mà huy động hàng ngàn binh lính giữa cái thời gian mà dân đang gặp khó khăn như vậy đó, và đặc biệt là cho lao động rất là khổ sở, khổ cực và thậm chí là có đánh đập nữa để công trình này xây dựng một cách nhanh chóng nhất. Thì chính vì cái điều này đã làm cho người dân vô cùng căm phẫn, thì mới nổi lên rất là nhiều những cái cuộc đấu tranh. Và đặc biệt trong cái giai đoạn đó thì có ba anh em nhà họ Đoàn là Đoàn Hữu Trưng, Đoàn Hữu Ái và Đoàn Tư Trực đã nổi dậy và huy động hàng ngàn dân phu ở đây để mà đấu tranh và kéo vào trong đại nội kinh thành Huế nhằm lật đổ vua Tự Đức. Thì khi mà đấu tranh như vậy thì dùng những cái dụng cụ lúc bấy giờ cho thi công cái công trình này, đó là cái chày, chày để mà giả vôi đó quý vị. Nên triều đình lúc bấy giờ mới gọi đây là giặc chày vôi, hay còn được gọi là loạn chày vôi. Và kết cục cái cuộc nổi dậy này thất bại, vua Tự Đức mới cho xử trảm ba anh em nhà họ Đoàn cũng như là những người mà có liên quan tới cái cuộc nổi dậy đấu tranh này. Tuy nhiên một thời gian sau đó thì vua Tự Đức cũng nhìn ra một điều, đó chính là vì cái công trình này mà lòng dân nhiều căm phẫn đến vậy, nên vì vậy thì ông đã đổi cái tên Vạn Niên Cơ thành là Khiêm Cung. Và khi ông qua đời là đặt là Khiêm Lăng đó thưa quý vị. Khiêm ở đây nghĩa là khiêm tốn, khiêm nhường. Khác với những công trình lăng tẩm khác thì ở đây lăng vua Tự Đức đúng nghĩa là một cái hành cung thứ hai của nhà vua. Tại vì ông đã hoàn thành cái công trình này vào năm 1867, nhưng mà mãi tới năm 1883 đó thì ông mới băng hà. Thì ông còn sinh sống và lui về đây ở trong vòng tới 16 năm nữa thưa quý vị. Đó, nên vì thế quý vị chúng ta mình nhìn thấy ở đây các cái công trình dường như là được bảo tồn và giữ lại nguyên bản, rất là đẹp, rất là nên thơ. Thì tất cả những công trình như là đền, lầu, gác, tạ ở đây đều có đầy đủ. Và đây là một trong những cái nơi mà vua Tự Đức đã sinh sống trong cái quãng đời còn lại của đời mình. Nơi mà vua về đây để mà nghỉ ngơi, cũng như là nhìn về sự đời và chiêm nghiệm về sự đời. Ở đây thì có một cái bài thơ rất là nổi tiếng của vua Tự Đức thì ông đã cho sáng tác ở đây. Đó chính là bài Ngẫm Sự Đời thưa quý vị. Sự đời ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê, sống gửi rồi ta lại thác về, khôn dại cùng chung ba tấc đất, giàu sang chưa chín một nồi kê. Tranh giành trước mắt mây tan tác, đầy đọa sau thân núi nặng nề. Thử đến hỏi tiên sao chẳng thấy, gượng làm chút nữa để mà nghe. Thì thông qua cái bài thơ này đó thì Hoàng cũng xin phép được giải nghĩa cho quý vị để thấy được cái tình cảnh của đất nước cũng như là cái nỗi lòng của nhà vua lúc bấy giờ. Hai câu đầu, sự đời ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê, sống gửi rồi ta lại thác về, là thể hiện được cái quan niệm hồi xưa của các vua, tức là cuộc sống này chỉ là cõi tạm bợ, về bên kia thì mới chính là cõi vĩnh hằng.
Đó. Khôn dại cùng chung ba tấc đất, giàu sang chưa chín một nồi kê. Tức có nghĩa là khôn dại rồi cuối cùng cũng nằm dưới ba tấc đất, giàu sang thì cũng không có kéo dài được. Đó. Thì tranh giành trước mắt mây tan tác, đầy đọa sau thân núi nặng nề. Tức có nghĩa là nói về cái sự kiện của ông và anh trai của mình là Hồng Bảo, tranh giành ngôi vị để rồi huynh đệ phải tương tàn đó, để rồi tâm mình phải đầy đọa và phải sống khổ sở trong những cái cuộc đời còn lại. Rồi cái câu kết là một trong những cái câu có thể nói là thể hiện rõ nhất cái tình cảnh của vua lúc bấy giờ, là muốn cầu cứu, là cầu cứu nhưng mà trong vô vọng. Thử đến hỏi tiên, tiên chẳng thấy, gượng làm chút nữa để mà nghe. Đó, ông cầu cứu nhưng mà trong vô vọng, nên vì vậy phải chấp nhận là làm một chút nữa, tức có nghĩa là làm vua thêm một chút nữa để mà nghe, là để nghe sự đời, người đời người ta suy xét về bản thân ông. Đó, thì cái tình cảnh của đất nước thể hiện rất là rõ qua cái bài thơ Ngẫm sự đời này của Vũ Tự Đức được cho sáng tác ở đây, thưa quý vị. Đó, thì một vài những cái ý sơ nét về cái công trình ở đây. Còn bây giờ thì Hoàng sẽ chính thức là đi vào giới thiệu những cái công trình chi tiết ở tại ngôi Khiêm Lăng này, quý vị nha. Thưa quý vị, bây giờ Hoàng sẽ giới thiệu một cách chi tiết và tổng thể về các công trình kiến trúc ở tại ngôi Khiêm Lăng này, quý vị nha. Trước tiên, cả nhà chúng ta mình hình dung cái lối vào đó chính là bên kia, được gọi là cửa Vũ Khiêm, Vũ Khiêm Môn ha quý vị. Ở đây có ba lối ra vào, thứ nhất là Vũ Khiêm, thứ hai là Tả Khiêm, thứ ba là Thượng Khiêm. Thì chúng ta mình vào tham quan bây giờ đó là vào cửa Vũ Khiêm qua cổng soát vé. Quý vị chúng ta mình đi tầm khoảng 50m là sẽ thấy một cái con đường bậc tam cấp bên tay trái, được gọi là Chí Khiêm Đường, là nơi thờ các vợ của vua. Và trước kia là nơi mà các bà vợ của vua lên đây để mà hầu hạ an nghỉ lại. Rồi quý vị chúng ta mình thấy được một cái hồ nước rất là đẹp, được gọi là hồ Lưu Khiêm. Đây thưa quý vị, thì khi mà vua Tự Đức mà cho đào cái hồ này đó, thì đã lấy cái lượng đất ở đây để mà đắp thành một cái hòn đảo. Thì cái hòn đảo trước mặt quý vị đó được gọi là đảo Tịnh Khiêm ha. Được gọi là nơi vua cho trồng các loại cây quý và cũng như là những cái loại động vật quý hiếm ở đó. Và song song, quý vị chúng ta mình nhìn thấy công trình gần của chúng ta nhất, một cái công trình tạ, đó chính là Vũ Khiêm Tạ thưa quý vị. Đây được gọi là bến thuyền của nhà vua, là nơi vua xuống thuyền để mà qua bên đảo Tịnh Khiêm để mà cho thú ăn cũng như là ngắm hoa tiêu khiển. Và bên cạnh Vũ Khiêm Tạ thì có một cái công trình tạ cũng rất là lớn, rất là đẹp, rất là thơ mộng, đó chính là Xung Khiêm Tạ. Thì đây là cái vị trí mà vua về đây để mà tiêu khiển, nghỉ ngơi, giải trí, và đặc biệt là cũng xem hát, nghe hát cũng như là ngâm thơ, ngắm trăng ở tại vị trí này quý vị, Xung Khiêm Tạ ha. Thì Hoàng cũng chia sẻ thêm á, quý vị chúng ta sau này mà đến tham quan thì vào khung giờ từ 9 giờ cho tới 10 giờ sáng và 2 rưỡi và 3 giờ rưỡi chiều đó, thì sẽ cho biểu diễn nghệ thuật cung đình Huế ở tại cái vị trí này. Nghệ thuật cung đình Huế ở tại vị trí này. Và hiện nay trong cái Xung Khiêm Tạ đó thì đang cho trưng bày những cái bức hoành phi, những câu liễn, câu đối dưới thời của vua Tự Đức. Và có những cái bài thơ của nhà vua Thiệu Trị, tức là vua Tự Đức cho trang trí và trưng bày rất là nhiều những cái bài thơ của vua cha ở tại cái công trình mà ông đang an nghỉ này thưa quý vị. Trong đó thì cũng là một cái vị trí mà quý vị chúng ta sau khi tham quan xong đó, nếu như mà có mỏi chân thì cũng có thể mình ghé tới cái Xung Khiêm Tạ này để mà ngồi xuống nghỉ ngơi cũng như là ngắm cảnh, một cái khung cảnh hết sức là đẹp, hết sức là nên thơ ngay tại vị trí đó quý vị nha. Rồi thì bây giờ Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình di chuyển với Quốc Hoàng đi vào những cái công trình bên trong trục tẩm điện. Thì như Hoàng chia sẻ với những cái công trình kiến trúc lăng của các vua nhà Nguyễn thì thường là có hai cái yếu tố cấu trúc căn bản. Thứ nhất là trục lăng, thứ hai là tẩm. Thì ở đây trục tẩm và trục lăng cũng được chia ra là rất là rõ ràng. Khiêm cung môn, Khiêm cung môn cũng chính là cái cổng duy nhất và lối đi vào chính cho cái trục tẩm này. Khi mà chúng ta mình qua khỏi Khiêm cung môn là đã chính đặt chân vào trong khu vực tẩm điện ha quý vị. Khiêm cung môn cũng được gọi là cửa tam quan, ở trên có một lầu ha quý vị. Cả nhà mình thấy một cái bảng đề đọc từ phải qua là Khiêm cung môn ha. Bên trong Khiêm cung môn thì cả nhà mình thấy có một cái cầu thang. Hồi xưa khi mà vua Tự Đức sinh sống và sinh hoạt ở đây đó, thì ông cũng thường lên phía trên để mà ngắm cảnh toàn cảnh.
về cái hồ Lưu Khiêm, và có một cái sa bàn để cho quý du khách chúng ta mình có thể mình tham quan đó, mình biết được những cái vị trí các cái công trình ở tại trong cái ngôi Khiêm Lăng này. Sau khi mà chúng ta qua cổng Khiêm Cung Môn á, thì mình sẽ thấy hai cái công trình được xây dựng đăng đối qua lại với nhau. Thì giới thiệu với quý vị, bên phải của Quốc Hoàng đó chính là Pháp Khiêm Vu. Pháp Khiêm Vu nơi dành cho quan văn. Còn mà bên trái của Quốc Hoàng đó chính là Lễ Khiêm Vu, thưa quý vị, nơi dành cho quan võ. Tức là sau khi mà vua Tự Đức cho xây dựng cái công trình này đó, thì ông còn sinh sống và làm việc ở đây, cũng được gọi là hành cung thứ hai của nhà vua. Thì cũng có những vị quan văn, quan võ lên đây để mà an trí lại ở đây, để mà hầu hạ cũng như là lo việc triều chính cho nhà vua. Thì bây giờ Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình vào bên trong nha. Xin giới thiệu với tất cả quý vị, đây là cái công trình quan trọng nhất, đó chính là Điện Hòa Khiêm, là nơi đang được lưu thờ bài vị của vua Tự Đức cùng với người vợ chính thất của vua, đó chính là Lệ Thiên Anh Hoàng hậu. Và hiện nay rất tiếc là Hoàng cũng không có vào bên trong để mà giới thiệu cho quý vị chúng ta mình được, nên xin phép được giới thiệu ngay từ bên ngoài. Thì quý vị chúng ta mình thấy cái kiến trúc của cái Điện Hòa Khiêm này, đó chính là lối kiến trúc nhà Rường, ba gian hai trái, một trong những cái lối kiến trúc mà rất là phổ biến dưới thời của nhà Nguyễn. Ở phía trên thì được lợp bằng ngói hoàng lưu ly. Ở trên nóc thì quý vị chúng ta mình thấy là có hai cái con rồng á, nó chầu vào trong cái bình hồ lô, gọi là lưỡng long chầu hồ lô hay là lưỡng long chầu vò rượu, thưa quý vị, thể hiện cho một cái sự ấm no và hạnh phúc. Thì đa phần những cái nét kiến trúc của các cái lăng tẩm của vua nhà Nguyễn thì đều là giống như nhau. Tuy nhiên ở đây như Hoàng đã giới thiệu ngay từ đầu đó, thì đây là cái công trình mà vua Tự Đức còn làm việc cũng như là lưu ở lại đây trong khoảng thời gian là hơn 10 năm, 16 năm ở lại đây trước khi mà ông qua đời đó. Nên các cái công trình nó có một chút khác biệt. Thì Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình ra bên phía đằng sau để mà chúng ta mình cùng tìm hiểu và khám phá quý vị nha. Kính thưa quý vị, thì hiện tại là Hoàng đã di chuyển ra phía sau Điện Hòa Khiêm để giới thiệu với quý vị về những cái công trình ở tại ngôi Khiêm Lăng này. Tại vì quy định thì Hoàng không có vào tham quan được, cũng như là giới thiệu cho quý vị chúng ta được. Nên hồi nãy Hoàng di chuyển bằng lối bên trái của điện, đó chính là Tả Vu, để vào phía sau này. Thì Hoàng cũng xin nhắc lại với quý vị về cái công trình Điện Hòa Khiêm này, là hiện nay đang lưu giữ những cái lưu giữ bài vị của vua cùng với là người vợ chính thất của ông, là bà Lệ Thiên Anh Hoàng hậu, cũng như là hiện nay đang lưu giữ những kỷ vật dưới thời của vua Tự Đức trị vì. Khi mà vua Tự Đức băng hà đó, thì đây chính là nơi làm việc của nhà vua, quý vị nha. Còn bây giờ thì Hoàng xin phép được mời quý vị chúng ta mình qua bên bên cái công trình bên phải của sau Điện Hòa Khiêm. Thì giới thiệu quý vị, đây chính là Minh Khiêm Đường, được gọi là nhà hát Minh Khiêm Đường. Thưa quý vị, hiện tại là Hoàng đã di chuyển vào trong Minh Khiêm Đường. Đây được coi là nhà hát đầu tiên cũng như là cổ nhất của Việt Nam của chúng ta. Thì đây là nơi vua nghe diễn tuồng cũng như là xem hát, thưa quý vị, xem diễn tuồng cũng như là nghe hát. Thì cái vị trí mà ở trên quý vị chúng ta mình nhìn thấy đó là nơi mà vua ngồi để mà xem hát, là nơi mà vua ngự ha. Còn ở dưới những cái hàng ghế ở phía dưới đó chính là dành cho bá quan văn võ ngồi để mà cùng với vua nghe tuồng. Còn vị trí bên này đó chính là sân khấu, bên này chính là sân khấu, là nơi mà các đội văn nghệ biểu diễn, trải chiếu hoa lên biểu diễn để mà phục vụ cho nhà vua. Còn quý vị chúng ta mình nhìn ở trên, nhìn thấy là những cái chòm sao quý vị, những cái đường nét vẽ bằng cái vạch màu trắng đó, người ta gọi đây chính là thập nhị bát tú. Thì theo như cái lối tính thiên văn hồi xưa, lối tính thiên văn cổ hồi xưa đó quý vị, thì trên bầu trời là có 28 vì sao. Trong đó là có 4 cái cung ha, cung Bạch Hổ nè, cung Thanh Long nè, Huyền Tước nè. Đó thì mỗi cung như vậy là sẽ có 7 cái vì sao. Thì tổng cộng là chúng ta có 28 vì sao. Ở đây đó thì Hoàng cũng chia sẻ quý vị thêm một cái thông tin nữa, nếu quý vị chúng ta mình muốn đến đây để mà một lần trong đời mình làm vua ha, hay là làm hoàng hậu đó, tức là mình có thể thuê đồ những cái trang phục của vua, của hoàng hậu, long bào đó để chúng ta mình mặc, ngồi lên gai vàng kia để chúng ta chụp hình ha. Trước tiên là giới thiệu cái bảng giá này, quý vị chúng ta mình có thể mình tham khảo trước nè. Đây, bảng giá dịch vụ quý vị.
Vé chụp ảnh ngồi trên ngai vàng 135.000, cao nhất là 195.000 quý vị. Vé chụp ảnh ngồi trên ngai vàng có hai cung nữ đứng hầu luôn quý vị. Đó thì Hoàng review cho cả nhà chúng ta mình thêm một cái thông tin bên cạnh ha, để quý vị chúng ta có thể đến đây rồi mà trải nghiệm cảm giác mình làm vua hay là làm hoàng hậu ha. Thì ở đây quý vị, một cái ngai vàng được phục dựng lại để dành cho du khách tham quan và chụp ảnh ha. Đây không phải là cái ngai vàng xưa của nhà vua đâu, phục dựng lại nha cả nhà. Đó, thì ngoài ra quý vị chúng ta có thể mình ngồi bên kiệu đây, kiệu đây để mà mình ngồi mình chụp hình ha. Đây cũng là cái kiệu được phục dựng lại, phục dựng lại sau này ha, cũng không phải là kiệu nguyên bản hồi xưa. Hai bên là có hai cái lọng tre đó quý vị, mình vào mình chụp hình. Còn đây là cái tủ cho thuê trang phục đây quý vị. Thì Hoàng cũng nói thêm, tại vì cái thời gian này á, cái điểm tham quan này cũng chưa hoàn toàn mở cửa cho du khách vào tham quan, nên vì thế ở đây người ta cũng không có cho bật đèn, nên nó hơi tối một chút xíu, thì quý vị chúng ta mình cũng thông cảm ha. Cũng như là những cái công trình quan trọng đó, Hoàng cũng muốn rất muốn vô để mà review cho quý vị, nhưng mà rất tiếc rằng vì quy định lúc này á, là không có được vào bên trong. Ví dụ như là điện Hòa Khiêm, rất muốn vô để mà review cho quý vị, nhưng mà rất tiếc ha. Thôi hẹn quý vị chúng ta mình vào cái dịp khác, nếu Hoàng có dịp về đây thì Hoàng sẽ chia sẻ thêm cho quý vị. Rồi bây giờ rời khỏi Minh Khiêm Đường ha, chúng ta sẽ đến với một cái công trình tiếp theo. Còn đây thưa quý vị, đây chính là Lương Khiêm, điện Lương Khiêm ha quý vị, là nơi thờ bài vị của mẹ vua, tức là bà Hoàng Thái Hậu Từ Dụ đó. Thì trước khi mà vua băng hà thì đây chính là nơi ở của vua. Bên trái là điện, phía trước là điện Hòa Khiêm, là nơi làm việc của vua. Đó. Còn phía trước mặt của quý vị, đó chính là Ôn Khiêm Đường, là nơi mà để những cái ngự dụng, những cái đồ vật dưới thời của vua trị vì. Khi mà vua lên đây ha, để ví dụ như quần áo nè, những cái trang phục cũng như là những cái vật dụng cho vua. Thưa các nhà thân mến, thì sau lưng của quốc hoàng đó chính là khu vực tẩm điện, ở trong đó có điện Hòa Khiêm, điện Liên Khiêm, có Ôn Khiêm Đường, có Minh Khiêm Đường. Thì khi mà nhìn từ trong ra đó, bên tay phải thì quý vị chúng ta mình qua với công trình ở đây được gọi là Khiêm Viện. Khiêm Viện là nơi mà dành cho các vợ của vua cũng như là cung tần mỹ nữ theo hầu vua khi mà vua ở lại cái công trình Khiêm Cung này. Thì ở đây được chia làm 4 viện thưa quý vị. 4 viện đó là Y Trì và Tùng Dụng, là Trì Khiêm Viện, Y Khiêm Viện là dành cho vợ của vua. Còn Tùng Khiêm Viện và Dụng Khiêm Viện đó chính là bên phải đây. Đó là nơi mà vua ra đây để mà nuôi hưu, nuôi nai cũng như là giải trí ở đây ha quý vị. Đó, còn bây giờ thì Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình đi qua cái khu vực chính là Chí Khiêm Đường, nơi thờ bài vị của các vợ, 103 bà vợ của vua Tự Đức hả quý vị. Quý vị chúng ta cũng có thể hiểu rằng đây chính là Tam Cung Lục Viện, một cái Tam Cung Lục Viện thu nhỏ hả quý vị. Đây, bên trước mặt của cả nhà chúng ta mình nhìn thấy đó, là nơi ở của các người vợ cũng như là cung tần mỹ nữ đã lên đây để mà theo hầu nhà vua ha. Nhưng mà hiện nay thì những cái công trình này cũng đã bị hư hại đi rất là nhiều rồi, cũng không có còn được giữ nguyên bản như hồi xưa nữa. Thì vua Tự Đức có tới 103 bà vợ nhưng mà lại không có con ha quý vị. Thì khi mà vua lên đây sinh sống này, trong cái khoảng thời gian mà cuối đời của mình á, trong khoảng 16 năm khi mà ông cho xây dựng xong cái công trình này, thì đây chính là nơi ở của các bà vợ của vua. Và bây giờ thì Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình đi ra cái không gian chính là nơi thờ bài vị của các người vợ của vua Tự Đức, được gọi là Chí Khiêm Đường ha quý vị. Chí Khiêm Đường. Bên phải đó chính là cái cổng đi vào trong Chí Khiêm Đường. Bên trái đi thẳng là quý vị chúng ta ra lại cái công trình chính, đó chính là Hồ Lưu Khiêm ha, đi vào tham quan cái khu vực tẩm điện. Cả nhà chúng ta hình dung là nãy giờ Hoàng đang đi gần một vòng tròn đó quý vị.
Rồi, bây giờ Hoàng xin phép mời quý vị chúng ta mình đi qua bên trục lăng để chúng ta mình thăm mộ vua ha quý vị. Nó tránh cái video này quá dài đó thì Hoàng cũng xin phép được lược sơ sơ lược bớt những cái lộ trình Hoàng đi không cần thiết ha quý vị. Cái lối đi vào trong Chí Khiêm Đường nãy Hoàng mới giới thiệu và chia sẻ với quý vị đó. Bây giờ quý vị chúng ta mình hình dung nãy giờ Hoàng đã đi một vòng tròn ha. Bây giờ Hoàng sẽ qua khỏi cái trục kế bên là trục tẩm. Hoàng sẽ qua khỏi trục tẩm qua bên kia là trục lăng ha, để giới thiệu với quý vị. Thì thông thường á quý vị du khách chúng ta mình đi tham quan thì có thể đi theo Quốc Hoàng theo cái đường mà nãy giờ Quốc Hoàng di chuyển, hoặc là mình đi theo cái lối mà Chí Khiêm Đường mình đi lên ha, mình tham quan cho nó tiện ha, rút ngắn cái khoảng cách. Còn Hoàng muốn giới thiệu những cái công trình chính trước nên phải đi cái lối như hồi nãy Hoàng đã giới thiệu. Thì ở lăng Vua Tự Đức này chúng ta mình đi vào một cổng và mình đi ra một cổng quý vị. Mình vào là ngay chỗ hồi nãy là cửa Vũ Khiêm, mình ra là cửa Thượng Khiêm ha quý vị. Đi một vòng Hồ Lưu Khiêm thì chúng ta sẽ ra tới bãi xe và cũng như là mình ra tới nơi mà gửi xe đó quý vị. Rồi bây giờ thì Hoàng sẽ đi qua bên công trình lăng ha Trục quý vị. tẩm á. Thì quý vị chúng ta mình đi thêm khoảng 150 m nữa thì quý vị chúng ta mình sẽ đến với cái công trình là trục lăng, lăng mộ. Ở đây cái hồ Lưu Khiêm á quý vị có ba cây cầu bắc qua ha, ba cây cầu này tô thêm vẻ đẹp nên thơ cho cái hồ Lưu Khiêm này, đó chính là cầu Tuần Khiêm. Trước mặt của quý vị xa xa đằng kia là cầu Tuần Khiêm và thêm một cây cầu nữa nối qua một cái công trình lăng là cầu Do Khiêm ha quý vị. Ba cây cầu. Thì đa phần cái mô típ mà cái mô thức kiến trúc ở tất cả các lăng của vua nhà Nguyễn thì Hoàng thấy rằng với phong cảnh nó rất là hài hòa. Giữa thiên nhiên, giữa các công trình này nó tạo thành một cái sợi dây liên kết với nhau, nó tạo nên một cái phong cảnh hết sức là nên thơ và rất là thơ mộng. Thưa quý vị, vị trí Hoàng đang đứng đây được gọi là sân chầu, gọi là bái đình hoặc là sân triều lễ thưa quý vị. Thì cũng giống như các cái công trình khác của các cái công trình lăng mộ khác của các vua trước á, thì cũng có quan văn, quan võ, có voi, có ngựa đang chầu vua với một cái sắc thái hết sức là tôn kính, như là một cái sắc thái bi ha quý vị. Quý vị chúng ta mình thấy được ở đây là quan võ và quan văn. Đó. Thì với cái tỷ lệ được tạc nó nhỏ nhỏ hơn so với các cái bộ tượng của công trình lăng của các vua tiền nhiệm. Thì quý vị chúng ta cũng biết á, theo cái quy định là không có được tạc quan văn, quan võ mà tỷ lệ lớn hơn hoặc là bằng nhà vua. Ở điều đó là thể hiện cái sự là bất kính thưa quý vị. Nên bắt buộc tất cả các cái pho tượng này phải tạc nhỏ hơn tỷ lệ thực của nhà vua. Thì quý vị chúng ta cũng biết rằng vua Tự Đức là một trong những vị vua rất là nhỏ con. Nên vì vậy cái bộ tượng ở đây cũng được tạc nhỏ là như vậy. Thì Hoàng cũng có nghe một số những người người ta nói tại sao mà tượng ở các quan văn, quan võ lại nhỏ như vậy, nhìn giống như trẻ em. Thì chúng ta mình không có nên nói như vậy ha quý vị. Đó, thì tại vì không có được tạc tỷ lệ bằng với vua và lớn hơn vua. Đây thưa quý vị thân mến, đây là nhà bia hay gọi là bi đình. Thì đối với những cái công trình mà Hoàng đã giới thiệu và cũng như là quý vị chúng ta cũng đã biết cái bức cái tấm bia mà được đặt trong cái bi đình này thì được gọi là Thánh Đức Thần Công đúng không ạ? Nhưng ở đây được gọi là Khiêm Cung Ký thưa quý vị. Tấm bia này là Khiêm Cung Ký. Tức có nghĩa thứ nhất là vua Tự Đức không có con nên không có ai mà lập cho ông tấm bia hết, thì ông tự lập cho mình. Và thứ hai nữa, cái tấm bia Khiêm Cung Ký này cũng là cái bức trần tình, như là cái bản tự thuật của nhà vua nói về cái cuộc đời của ông, những cái biến cố của ông cũng như là những cái công và tội của ông khi mà trong quá trình trị vì đất nước. Thì cái tấm bia này được cho rằng là nặng khoảng 20 tấn, được làm bằng đá thanh hóa nguyên khối thưa quý vị, một cái tấm bia rất rất là lớn so với những cái tấm bia mà Hoàng đã từng thấy. Thì ở đây có tới gần 5.000 chữ viết bằng chữ Hán của vua Tự Đức tự lập cho mình để mà nói về những cái công tội của ông. Và đặc biệt ở trong đó là có một cái câu rất là nổi tiếng mà hồi nãy Hoàng có dẫn chứng cho quý vị đó,
đó là công tội của ta, hãy cứ để người đợi suy xét, là cái dòng cuối cùng ha quý vị. Rồi thì về cái công trình này thì Hoàng cũng chia sẻ thêm với quý vị, đây là một trong những cái công trình mà kiên cố nhất trong lăng luôn. Đó, được xây chủ yếu bằng gạch và đá ha. À, tấm bia này là tấm bia lớn nhất của Việt Nam của chúng ta đó. Và đây là cái công trình rất là kiên cố quý vị, chúng ta thấy những cái trụ cột được xây bằng gạch và đá rất là chắc chắn và được khảm sành sứ cũng rất là tỉ mỉ, hoa văn họa tiết cũng rất là tinh xảo thưa quý vị. Đây được gọi là bi đình ha cả nhà. Bi đình. Tuy là không có cho sơn son thép vàng nhưng mà cũng thể hiện được cái uy quyền của người đứng đầu của một quốc gia. Xung quanh quý vị chúng ta thấy những cái con rồng họa tiết theo cái lối là long vân mà ẩn với nhau đó. Thì quý vị chúng ta thấy được rồng là tượng trưng cho nhà vua mà, thể hiện được cái sự uy quyền của nhà vua ở tại công trình này. Và bây giờ Hoàng xin mời quý vị chúng ta mình ra công trình tiếp theo nha. Đó là mình đi vào trong khu vực Bửu Thành, là nơi mà vua đang an nghỉ thưa quý vị. Chúng ta sẽ vào thăm viếng vua. Hai bên quý vị chúng ta mình nhìn thấy đó chính là hai cái trụ biểu. Hai cái trụ biểu này Hoàng thấy là được xây nó thấp hơn so với các công trình của các vua tiền nhiệm. Tuy nhiên thì trụ biểu này rất là to ha quý vị. Cũng được khảm sứ, cũng như là những cái viên gạch được họa tiết trang trí vào, nhìn rất là đẹp. Thì đây là cái công trình mà tượng trưng cho hai cái ngọn nến, hai bên là hai cái ngọn nến để mà soi sáng, sáng mãi và cháy mãi trước phần mộ của vua, soi sáng cho linh hồn của vua để mà về thế giới bên kia ha quý vị. Đó là hai cái trụ biểu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái công trình tiếp theo. Đó chính là hồ Tiểu Khiêm ha quý vị. Đây cũng là cái yếu tố thủy tụ. Thủy tụ hay gọi là yếu tố minh đường cho cái nơi mà vua đang yên nghỉ. Đây thưa quý vị, đây chính là Bửu Thành Môn. Bửu Thành Môn ha quý vị, là cái cổng chính để chúng ta mình vào mình thăm viếng vua. Đó, thì ở đây có hai lớp Bửu Thành lận thưa quý vị. Bây giờ Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình vào bên trong nha. Chúng ta qua một cái bức bình phong. Bức bình phong này cũng được cho khảm sành sứ, cũng rất là đẹp. Thưa các nhà thân mến, vậy là chúng ta mình cũng đã vào thăm viếng phần mộ của vua Tự Đức rồi thưa quý vị. Trước mặt màn ảnh nhỏ của cả nhà, đó chính là nơi mà vua Tự Đức đang an nghỉ đây. Một cái ngôi mộ được xây bằng dạng thạch thất tức là ngôi nhà đá ha quý vị. Và cái nguyên liệu này cũng được chuyển từ Thanh Hóa về, tức là cái phần đá này cũng đã chuyển về từ Thanh Hóa về. Và theo Hoàng được biết thì cái phần mộ này cũng đã cho trùng tu xây dựng lại, tức có nghĩa là sang sửa lại một chút xíu cái phần đế. Thì lý do tại sao thì lát nữa Hoàng cũng chia sẻ với quý vị chúng ta luôn. Đây là nơi an nghỉ của nhà vua Tự Đức ha quý vị, vị vua thứ tư của triều đại nhà Nguyễn đây. Và như Hoàng cũng đã chia sẻ ở bên phần mộ của lăng vua Thiệu Trị đó, thì tất cả các cái phần lăng mộ của các vua nhà Nguyễn trừ vua Khải Định, chúng ta mình đều không biết được vị trí thực tế của thi hài nhà vua được đặt ở đâu cả. Đó, thì quý vị chúng ta mình cũng ngầm hiểu rằng đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao trước giờ có rất là nhiều những cái cuộc đào mộ, khai cuộc mộ của các vua nhưng mà không có tìm thấy gì cả.
thì bằng chứng ở đây lăng vua Tự Đức cũng đã bị một lần đào trộm rồi, thưa quý vị. Vào năm 1908 ha, với một khâm sứ của người Pháp lúc bấy giờ ông tên là Mahé đó, thì đã cho khai quật cái ngôi mộ của vua Tự Đức này lên để mà nhằm tìm kiếm cái kho báu cũng như là vàng bạc ha, vàng bạc. Nhưng mà bất thành, thưa quý vị. Thì trong lúc này đó, ở tại dân gian người ta có cái câu là đầy vua là khả, đào mã là bài, thưa quý vị. Tức có nghĩa ý chỉ là hai vị quan đại thần là ông Ngô Đình Khả và ông Nguyễn Hữu Bài đó, là hai vị đại thần rất là lớn của Bộ Công và Bộ Lễ. Thì nói đào mã là bài, tức là ông Nguyễn Hữu Bài là đại thần của Bộ Công. Thì ông này rất là quyền uy trong triều đình lúc bấy giờ, thì ông là người rất là quyền uy. Chính vì quyền uy như vậy thì ông mới lộng quyền, thưa quý vị. Thì người ta mới cho rằng chính là ông Nguyễn Hữu Bài này là người tiếp tay cho cái viên khâm sứ Mahé này để mà đào mộ vua Tự Đức lên. Thì khi mà phát hiện đó, vua Duy Tân sau này lên ngôi đó mới rất là tức giận về cái việc này, nên đã chửi viên quan người Pháp này rất là nhiều, chỉ thẳng mặt chửi luôn. Và ông Nguyễn Hữu Bài là vị đại thần, nên vua Duy Tân lúc bây giờ còn trẻ mà, ông lên ngôi chỉ có 7 tuổi thôi, ông không dám làm gì hết. Nhưng mà từ cái sự việc này thì ông với dần dần là không có tin vào cái vị đại thần của Bộ Công này nữa. Đó. Thì nói chia sẻ với quý vị chúng ta về cái thông tin này, quý vị chúng ta mình có thể tìm hiểu thêm ha, tìm hiểu thêm để chúng ta mình biết được những cái sự kiện đối với những cái việc mà khai quật mộ của các vua nhà Nguyễn, thì trong đó có vua Tự Đức. Đây là hồ Tiểu Khiêm, thưa quý vị, rất là đẹp luôn. Những cái đàn cá phía trước là cá trê đó quý vị, cá trê ha, cho nuôi cá trê đây rất là nhiều. Thì cái hồ Tiểu Khiêm này là yếu tố Minh Đường như là thủy tụ cho cái công trình mộ của vua Tự Đức. Một số người ta nói ở đây là cái hồ để mà gột rửa tội lỗi của nhà vua, thì Hoàng nghĩ cái điều này nó không có đúng, và nếu như mà giải thích như vậy thì thật sự cũng không có thuyết phục, thưa quý vị. Vì Hoàng nghĩ rằng đây là một cái yếu tố thủy tụ là chính thôi, thủy tụ. Rồi bây giờ Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình qua một cái công trình tiếp theo ha. Đó chính là lăng của vợ của vua. Lăng vợ vua là bà Lệ Thiên Anh Hoàng hậu đó quý vị, bà Võ Thị Duyên ha. Rồi sau đó thì Hoàng sẽ kết thúc cái video này. Và ở đây á, thì cũng có một cái phần lăng cũng rất là nổi tiếng, cũng là vị vua của triều đại nhà Nguyễn luôn, vị vua thứ 7 ha, đó chính là vị vua Kiến Phúc. Tuy nhiên thì do cái thời lượng của video không cho phép, nên Hoàng xin phép được ngắt ra và giới thiệu với quý vị chúng ta mình về lăng Kiến Phúc hay gọi là Bồi Lăng đó trong một cái video tiếp theo nha. Thưa quý vị, hiện tại là Hoàng đã di chuyển qua bên Khiêm Thọ Lăng, tức là nơi an nghỉ của người vợ chính thất của vua Tự Đức, bà Lệ Thiên Anh Hoàng hậu, bà Võ Thị Duyên, thưa quý vị. Thì trước tiên Hoàng chia sẻ lại cái vị trí đó, quý vị chúng ta mình nhìn bên kia là mình thấy được cái bi đình, cũng là cái trục lăng của vua Tự Đức, nơi mà vua Tự Đức đang an nghỉ ha. Thì chúng ta sẽ qua một cái cầu gọi là cầu Tuấn Khiêm ha, rồi sau đó chúng ta mình sẽ đi theo cái con đường lát gạch này để chúng ta mình vào trong Khiêm Thọ Lăng. Thì bây giờ Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta mình vào bên trong, mình thăm viếng vợ của vua ha, bà Lệ Thiên Anh Hoàng hậu. Thưa quý vị thân mến, trước mặt quý vị đó chính là phần mộ, nơi an nghỉ của bà Lệ Thiên Anh Hoàng hậu. Tên thật của bà đó chính là Võ Thị Duyên. Bà sinh ngày 20 tháng 6 năm 1828 và bà mất ngày tháng 6 năm 1903 ha quý vị. Đây chính là chính thất của vua Tự Đức. Cũng là người vợ đầu tiên của vua ha, là người mẹ nuôi của vua Dục Đức, sau này vua Dục Đức lên kế vị ngai vàng. Thì quý vị chúng ta mình thấy đây cũng là một cái phần mộ được xây bằng dạng thạch thất. Với cái tỷ lệ thì Hoàng có thể quan sát và nhìn bằng mắt thường thì thấy rằng tỷ lệ cũng khá là bằng so với mộ của phu quân của bà, tức là vua Tự Đức. Thưa quý vị thân mến, hiện tại là Hoàng đã có mặt ở cái vị trí điện thờ của vị vua thứ 7 của triều đại nhà Nguyễn. Ông là chính là vua Kiến Phúc và cũng được an táng ở tại khuôn viên của ngôi Khiêm Lăng này. Tại vì ông là người con nuôi của vua Tự Đức, người con nuôi thứ hai của vua Tự Đức. Thì tuy nhiên trước mặt của quý vị đó chính là Chấp Khiêm Điện, nơi mà thờ bài vị của vua Kiến Phúc rồi, hoặc là bên phải đó chính là Bồi Lăng.
nơi vua Kiến Phúc đang an nghỉ. Nhưng mà cái thời lượng video nó không có cho phép, nên Hoàng cũng xin phép được cắt cái video này ra để mà giới thiệu với quý vị chúng ta những cái thông tin về vua Kiến Phúc trong những cái video tiếp theo quý vị nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã đồng hành với Quốc Hoàng trong cái video này và đã xem tới cái đoạn cuối của video để giới thiệu về tiểu sử cuộc đời của vua Tự Đức hay là một số những cái công trình kiến trúc ở tại quần thể ngôi Khiêm Lăng này thưa quý vị. Và chắc có lẽ bây giờ Hoàng cũng xin phép được chào tất cả quý vị và hẹn quý vị chúng ta mình vào trong những cái video tiếp theo.